Ok anh em ơi, thì cũng đã bước sang năm mới rồi, thì cái shop của mình nó vẫn còn giảm giá và cái tỷ lệ ra kim cương rất chi là cao luôn nha anh em. Thì anh em nào mà chưa có kim cương thì anh em có thể đến với shop của tôi để ủng hộ nha. Chỉ với 20k mà 9k thôi, anh em có cơ hội trúng 20k kim cương để mang về luôn. Thì đường link mình sẽ để dưới phần mô tả và bình luận bên dưới để cho anh em tham khảo nha. Bye bye anh em, cảm ơn em rất là nhiều. Tờ bây giờ, nghe nói là cái shop tao nó ra cái vòng quay mới tiệc bãi biển á, ra nhiều kim cương dữ lắm luôn. Mày muốn quay không? Đó thì bây giờ này mày bấm vô cái đường link đi, cái đường link tao game đó, đó đường link okay. Nha anh em. Mình có game dưới phần bình luận á, thì anh em nào muốn vô thì bấm vô nha. Thì chỉ với 20k thôi mình có cơ hội trúng 20k kim cương luôn. Quá trời luôn. Đó thì cái vòng quay mới nè anh em, cái vòng quay mới nè, thì bây giờ tôi sẽ vô tôi test cho anh em coi nha. Ok anh em ơi, thì bây giờ tôi sẽ vô cái vòng quay tiệc bãi biển nha anh em. Đó thì cái vòng quay mới, cái tỷ lệ ra kim cương rất chi là cao luôn. Chỉ với 18k thôi mình có cơ hội trúng 10k kim cương luôn. Không, thì anh em ok thì anh em nên thử nha. Đó thì cái vòng quay mới thì cái tỷ lệ ra thì tôi nói với anh em là 100% luôn. Đó. Phát đầu tiên được 160k được 3.000 mấy kim cương anh em. Biết năm luôn hả? Ok anh em ơi, thì phát thứ hai nha, phát thứ hai nha. Trời. Ôi trời ơi. Còn 100k kim cương luôn. Thấy không anh em? Chỉ với giống như là chỉ với 200 mấy k thôi đó. Thì anh em nạp càng nhiều thì cái tỷ lệ ra kim cương càng cao nha. Ôi nữa, trời trời, 129.000 kim cương, 30k kim cương luôn em. Quá trời ơi, cái này kim cương á, về tôi nạp cho đã luôn em ơi. Thôi thôi, đút kim cương được rồi đó. Thêm cái cuối nha anh em, đó thêm cái cuối nè. Rồi. Trời ơi là trời, 150k kim cương luôn anh em. Ok anh em ơi, thì bây giờ tôi sẽ vô tôi rút 386.000 luôn. 386.000 kim cương anh em. Rồi ok, nhập ID đi vô nha. Ừ, nhập ID vô đi thì nó sẽ thì khoảng 1-2 phút á thì nó sẽ vô trong cái tài khoản của anh em nha. Okay. Đó, chúc anh em may mắn thì đến với clip solo với thần đệ của LPG thôi anh em. Ok. Hello anh em nha, thì tôi là Quý Một Con đây. Hello anh em nha, tôi là Lê Bình Cam Minh đây. Thì hôm nay Lê Bình Cam Minh sẽ solo với đệ Lê Bình Cam Minh nha anh em. Đó. Trời trời, Bình nó có đệ nữa anh em. Để tôi coi coi thằng đệ của nó bắn hay không nha. Mà thằng đại cam vẫn huông, đệ là hơi bị nhục nha Bình. Đó, đây là chẳng mà lo gì. Đây là vị trí của đệ là LPG nha anh em. Còn đây là vị trí của BQ là LPG. Đó. Để coi thằng đại ca mà hua thằng đệ là hơi bị nhục nha. Thằng đệ là sinh năm 2K6 nha anh em. Đó, bằng tuổi với Bình luôn. Ui, thằng đệ nó quất thằng Bình còn xíu. Thằng đệ nó bắn M500 Bình ơi. Thôi xong thằng Bình anh em ơi. Trời trời, thằng đệ thằng Bình nó bắn M500 mà nó bắn bể cái đầu của thằng Bình luôn kìa anh em. Quá đẳng cấp rồi, quá đẳng cấp rồi. Mà thằng đại ca mà hua thằng Bình. Rồi rồi. Thằng đại ca mà hua thằng đệ tử là hơi bị nhục nha Bình. Cố lên, cố lên. Đu di chuyển đồ nhanh dữ ha. Đu. Đu. Trời trời, thằng đệ nó cầm M500 mà nó bắn vô đầu thằng Bình miết luôn em. Thôi xong rồi. Ok anh em ơi, thì để lại bây giờ mà nãy cầm lục bạc anh em là Bình nó tàn tan anh em. Mé bắn vô đầu hoài luôn mà không chết anh em. Mẹ Bình máu trâu ha. Đây là vị trí của đệ LPG nha anh em. Đó, để tôi coi cái thao tác của đệ LPG coi có bắn hay hay không nha. Ui ui, nhanh dữ ha. Ui sao di chuyển kiểu giống như hát vậy trời. Cái gì mà nhanh như vậy? Cái gì mà? Trời trời, thằng đệ nó bắn hay hơn đại ca nữa anh em. Đâu mới một điều mà. Quá là trời ơi. Ok anh em ơi, thì tỷ số là một điều rồi. Trời ơi trời, cái thằng đệ của thằng LPG nó còn bắn dữ hơn đại ca nữa. Trời trời, cái thằng đại ca mà bắn thua thằng ấy là hơi bị nhục nha Bình. Đó, đây là vị trí của BQ LPG nè anh em. Đó. Ui ui. Ui. Trời trời, cái gì mà bắn vô đầu không vậy mấy ông nội? Từ từ thôi. Cái gì mà bắn vô đầu không hả anh em ơi? Quá trời quá đất rồi. Thằng Bình nó đang bắn VC nha anh em. Đó, thì bạn bên kia là hình như là bắn iPad hay gì á. Đây là fan hâm mộ của Bình nha anh em. Đó, đổi tên thành đệ là LPG luôn là anh em hiểu cỡ nào đó. U. Cỡ gì? Ồ sao mã qua. 2-1 rồi anh em ơi, 2-1 rồi. Ok anh em ơi, thì 2-1 anh em ơi. LPG đại ca của thằng đệ là LPG mà bắn thua thằng đệ là hơi bị nhục nha. Là tôi thấy là thằng đệ này bắn hơi bị hay nha anh em. Đó, thì anh em thấy hay, anh em cho tôi xin một like, luật đăng ký kênh mọi cho tôi nha. Ui, cố lên Bình ơi. Ui, thằng đệ của mày nó di chuyển nhanh lắm Bình ơi. Không chừng hát đó Bình ơi. Kìa. Nó bắn dữ lắm ông nội ơi. Ok anh em ơi, cái thằng đệ của thằng LPG nó bắn hay quá trời anh em ơi. Mé quá là kinh khủng luôn. Thì đây là vị trí của đệ LPG nè. Hình như là bắn bằng iPad thì anh em. Thì tôi thấy di chuyển quá là nhanh nhẹn luôn. Đó. Thì đây là vị trí của BQ LPG. Mày mà hua mà thằng đệ của mày là mày hơi bị nhục nha Bình. Cố lên. Thằng Bình nó đang bán PC cho anh em đó. Cái điện thoại này là cái điện thoại tôi coi nè. Tại vì á, nó bán iPad ngu lắm. Ui, rồi xong rồi anh em ơi. Cố lên Bình ơi. Mày đừng có làm tao thất vọng nha.
thằng đệ của thằng Bình đó anh em, đó nó hâm mộ của thằng Bình xong rồi nó đổi tên đó anh em hiểu không. Ui còn 300+ máu luôn, bên kia còn nhiêu máu đây, bên để có lễ của thằng Bình còn xíu máu anh em ơi. Nó bị bị kẹt rồi, bị kẹt mẹ anh em thấy không, anh em thấy hay anh em cho xin một like liền nha. Thì anh em nhớ đến cái mẹ hãy sọt của thằng Bình và comment đi bên dưới, tôi sẽ tặng kim cương cho anh em nha, 5 bạn duy nhất nha. Ok cảm ơn anh em rất là nhiều đó. Thôi mà không phải 5 bạn đâu anh em ơi, thì anh em nào mà giống như là chúc tôi cái câu gì đó dễ thương á là tôi sẽ tặng cho anh em liền à. Ui sao mày múa dữ vậy Bình, tôi vừa nói xong mới chết luôn. Ok anh em ơi, thì tỷ số là 2-3 nghiêng về là bên LBG nha anh em. Đó là LBG của chúng tôi bận bộ đồ hỏa, mà thằng đệ của nó cũng bận bộ đồ hỏa luôn nha anh em. Đó mà khác đôi giày thì ok, MB Giáng sinh với MB bản xà. Ui mỗi lần tôi qua ai là người đó thắng đi nha, đừng có nói như vậy nha, lời nguyền nha. Đừng bình tĩnh Bình ơi, bây giờ tao qua thằng đệ của nó nè, bây giờ mày thắng mày mới hay hiểu không. Hồi nãy giờ tôi qua bên góc cam bên đâu là bên đó thắng anh em ơi, thì bây giờ tôi qua thử của thằng đệ của LBG thử coi nha anh em. Đó cố gắng lên. Ui nó bắn vô đầu không mà Bình ơi, ui nó bắn vô đầu không mà Bình ơi. Rồi xong luôn, 3 điều luôn. Xong rồi. Ok anh em ơi, thì 3 điều rồi. Thì nãy giờ tôi thấy là đệ của LBG là bắn ngang mình luôn. PC với iPad nha anh em. Đó, PC với iPad, liệu có ai sẽ giành chiến thắng nha. Đây là vị trí của đệ LBG nè. Ui, không đặt keo luôn, nó bắn nó không đặt keo luôn. Gì vậy anh? Rồi ok anh em ơi, thì 4-3 nghiêng về là bên đệ LBG nha anh em. Đó thì fan cứng của LBG đổi tên thành đệ LBG luôn anh em. Mà đậu xanh mày bắn sao mà hô đi nha bên. Ê trời. Ê mày bắn người ta không kịp thở luôn. Ôi tụi này nó bắn cái gì anh em ơi, mẹ tôi không có quay được cái khúc mà thằng Bình nó bắn full máu đỏ anh em ơi. Đẩy cái bên full đỏ không coi người ta đẩy trời. Thôi bây giờ tao coi thằng đệ của mày, thằng đệ của mày là tao thấy là hơi bị bồ vô VIP á. Ui thằng đệ của mình, tôi nói thiệt cái anh em, nó bắn hay quá anh em ơi. Ê bằng tuổi với mày mà nó bắn cái gì là hơi bị kinh khủng đó Bình. Nó hắn mày 5 chặn là giống như là cái gì đó kinh khủng lắm á. Cái gì nhát đi em chừng sao gỡ. Ok anh em ơi, thì để lại bây giờ má thằng đệ mà nó bắn muốn hay hơn đại ca luôn anh em ơi. Bình mày đừng để thua nha, thua là hơi kỳ nha Bình. Mày đang bắt bại đó. Thôi còn hai ván gỡ mà lo gì, mày cứ thì giờ cứ tập trung đi. Ở đây là vị trí của BQ là BG nha anh em, cố lên Bình ơi, đừng làm tao thất vọng nha, đừng làm thất vọng nha, cứ mày cứ ui mày cứ bắn 2-3 viên mà mày đã... ui hay quá Bình ơi, 5 điều rồi. Ok anh em ơi, 5 điều rồi. Mẹ thằng Bình nó quất thằng đệ là BG banh não luôn em ơi. Mẹ thằng đệ mà thằng hắn, tôi là hy vọng là thằng đệ thằng Bình nó sẽ thắng nha anh em. Ui 2 viên đầu rồi, 2 viên đầu vô thằng đại ca rồi. Ôi sao nó bắn nhanh như vậy, 6 năm mà không nổi ơi. Ê tụi mày lại coi cái trận đấu này nè, đậu xanh cái thằng đệ của thằng LBG nó bắn còn dữ hơn thằng đại ca nữa. Ở đây là vị trí của đệ LBG nè. Đó còn đây là vị trí của BQ LBG. Bên hồ mày mà hô là hơi bị nhục nha. Trời thằng đệ nó bắn muốn hay hơn Bình luôn cha anh em. Ok cứ bình tĩnh anh em ơi, đây là vị trí của đệ LBG nè. Đó trời cố lên 5 điều rồi. Ủa 6 năm rồi. Đây là vị trí của Lê Bình Gaming nè, Lê Bình nè. Đó Lê Bình nè. Ô! Ghê 6 điều rồi, còn một trận cuối này nó mới gây cắn nè. Ok anh em ơi, thì 6 điều rồi. Trời thằng đệ của LBG bây giờ nó bắn dữ quá tụi bay. Mẹ ok anh em ơi. Thì bây giờ mà thằng đệ này mà thắng anh em là tôi sẽ donate thẳng 10k kim cương luôn anh em ơi. Đó, đây là vị trí của đệ là Lê Bình Gaming. Đó. Trận cuối mới gây cắn nè anh em. Bình ồ mày mà huông đại ca là mày hơi bị thu quê nha Bình. Đệ má ơi. Ủa hên đệ tử. Quên anh em ơi. Đó. Ui. Trời. Bể đầu thằng đệ ơi. Thằng đại ca nó còn mất máu hơn. Ôi. Trời, cố lên Bình ơi. Thằng đệ còn 2+ máu. Trời ơi, sợ luôn rồi. Bắn gì dữ vậy Bình?
6-7 gì mày bắn luôn để chạy. Còn 2 trận thôi. Quê kìa quê.